Thưa quý vị, kết nối thanh niên theo sở thích là một trong những cách làm phổ biến và đang phát huy hiệu quả trong mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ở các cấp đoàn hội thanh niên trên địa bàn tỉnh. Câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống do Hội Liên hiệp Thanh niên xã Thóc Tiên, thị xã Phú Mỹ thành lập, quản lý không chỉ là một phương cách đơn giản nhưng mang lại hiệu quả trong mở rộng, kết nối thanh niên địa phương mà còn lan tỏa thông điệp ý nghĩa nhân văn, cùng góp thêm vào những giọt máu cho đi để có nhiều hơn cuộc đời ở lại. Anh Bùi Kim Nhật là chiến sĩ dân quân, ban chỉ huy quân sự xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Nhật đã tích cực thường xuyên tham gia các đợt hiến máu tình nguyện do địa phương, nhà trường tổ chức. Nên khi chuyển về công tác tại đơn vị mới, ban chỉ huy quân sự xã Tóc Tiên, anh Nhật đã nhanh chóng tham gia vào câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống của Hội Liên hiệp Thanh niên xã để được tiếp tục tham gia việc làm ý nghĩa này. Em tham gia vào Ngân hàng Máu Sống xã Tóc Tiên là em muốn đi hiến máu của mình cho bệnh viện để người ta dự trữ, để giúp đỡ những người khác. Và em cảm thấy rất là vui khi được tham gia hoạt động này. Câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống của Hội Liên hiệp Thanh niên xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ thành lập đầu năm 2023. Ban đầu, câu lạc bộ chỉ có hơn 10 thành viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, lực lượng quân sự, dân quân tự vệ xã. Thông qua nhóm Zalo kết nối, những thông tin cần thiết về cách đăng ký tham gia hiến máu, các đợt hiến máu, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sau khi hiến máu được ban chủ nhiệm thông tin cụ thể để các thành viên nắm bắt. Với ý nghĩa nhân văn, câu lạc bộ dần kết nối được nhiều người, nâng tổng số thành viên câu lạc bộ hiện tại lên 34 người. Thì mỗi đợt đi hiến máu thì mình nghỉ một ngày, xin nghỉ một ngày. Mình hiến máu để giúp cho những cái người mà bệnh đang cần máu. Làm công việc này mình rất là vui. Em cũng là đoàn á, bên đoàn á, nên là em muốn tham gia bên câu lạc bộ Máu Sống của đoàn thanh niên. Bên trường em cũng có tổ chức nhưng mà em thích bên câu lạc bộ mình hơn nên là em tham gia. Với lại cùng là thanh niên với nhau á chị, nên là mọi người tham gia vui vẻ, giao tiếp với nhau thích hơn. Mỗi khi mà hiến máu á, là em cảm thấy em có thể cứu được một mạng người, lại người ta cần, mà mình thì mình cũng không phải là sức khỏe mình cũng tạm ổn, nên là thôi mình cứu được một mạng người thì mình sẽ cảm thấy vui hơn, với nó có ý nghĩa. Từ đầu năm đến nay, các thành viên trong câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống Hội Liên hiệp Thanh niên xã Tóc Tiên đã hiến được 35 đơn vị máu. Đây cũng là đơn vị dẫn đầu chỉ tiêu hiến máu trong nhiều năm liền của Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Phú Mỹ. Câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống dưới sự chỉ đạo của đoàn thanh niên xã, công an xã và quân sự xã thì sẽ tiếp tục lan tỏa hơn những tinh thần xung kích tình nguyện để thu hút được sự tham gia tình nguyện của các tình nguyện viên trên địa bàn xã cũng như các địa bàn xã khác. Câu lạc bộ này quy tụ những người có nhu cầu, khả năng và mong muốn được hiến máu, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thì đây cũng là một cái để thành lập câu lạc bộ trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của xã Tóc Tiên. Thì đây cũng là một hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên mới để thanh niên có thể sinh hoạt theo sở thích, mong muốn, để có thể tăng thêm cái sự tương tác giữa tổ chức đoàn hội với thanh niên cũng như là tạo thêm những cái phong trào ý nghĩa trong cuộc sống. Tiếp tục huy động thành viên câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống Thanh niên xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ mong muốn lan tỏa sâu rộng nghĩa cử hiến máu cứu người đến mọi người dân.